Nè các bạn nghe nè. Các bạn thấy không? Cái máy con này nó rất là êm luôn các bạn, rất là êm. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh review của xe điện Smile. Trong ngày hôm nay Khoa sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng xe xăng 50cc lại rất được những bạn trẻ ưa chuộng. Vậy thì nhân vật chính của chúng ta là ai? Đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là dòng xe Ria của Halim. Và để biết được rằng dòng xe này phù hợp với ai, đối tượng nào sẽ là đối tượng chính mà dòng xe này nhắm đến, cũng giống như là xe này có bao nhiêu màu sắc, ưu điểm như thế nào, dung tích chứa bao nhiêu, một lần đi được bao nhiêu cây số trên một lít xăng, thì hãy mời các bạn xem qua cái bài review này nha. Chúng ta bắt đầu thôi. Cái điểm mà mình ấn tượng nhất trên cái phiên bản xe Ria của Halim đó chính là một cái thiết kế. Halim thiết kế cho cái dòng xe này một cái kiểu dáng nó rất là hoài cổ các bạn, với một cái đèn phía trước khá là to bản, hình tròn, và đi kèm ở dưới thì chúng ta có hai cái cánh bửng nè. Những cái cánh bửng như thế này nó sẽ làm cho mình nhớ đến những cái dòng xe cúp hay là những cái dòng xe rim các bạn. Một cái nét hoài cổ rất là gọi là cổ điển ha các bạn trên cái con xe này. Cái phiên bản mà mình đang trên tay là cái phiên bản màu đỏ với cái tông màu là đỏ trắng chủ đạo. Chúng ta có được một cái ấn tượng ở cái mặt đèn đồng hồ, và bên cạnh đó thì đèn xi nhan cũng được làm tách rời ra rất là rõ nét ở bên cái trái lẫn phải của cái mặt đồng hồ. Nếu như mà chúng ta nhìn từ bên ngoài vào á thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái lưới nè các bạn, cái lưới tản nhiệt. Cái điều này nó sẽ làm cho cái xe này nhìn nó giống như là một cái mũi của một cái hình chibi rất là dễ thương đúng không các bạn. Phần đằng trước chúng ta có được một cái, để Khoa qua đây cho dễ ha các bạn ha. Phần đằng trước chúng ta sẽ có được một cái cặp giảm sốc, giảm chấn thủy lực, với cái con heo dầu là một bit đi kèm với một cái thắng đĩa cũng vừa đủ dùng thôi. Bánh trên con xe này là sử dụng bánh xô bét với cái thông số là 3.0-10, có nghĩa là cái vành này là vành 10 inch các bạn. Tuy cái vành là vành 10 inch nhưng đổi lại thì cái cảm giác trên cái vành này nó rất là êm khi mà chúng ta đi vào những cái ổ gà, những cái đường dằn đó các bạn. Một cái điểm nữa, khi mà Halim chọn cho cái con xe Ria này một cái vành 10 inch, chính vì cái phân khúc mà chiếc xe này nhắm tới là phân khúc học sinh, nên chính vì vậy họ chọn cái vành 10 inch để cho cái chiều cao của xe nó thấp xuống đó các bạn. Đây, nếu như các bạn thấy thì khi mà chúng ta ngồi lên thử á thì chiếc xe này nó khá là thấp các bạn, nó chỉ vừa tới cái chỗ cái phần trên đầu gối mình một chút thôi các bạn. Đây nè các bạn, mình hoàn toàn có thể chống chân xuống rất là dễ dàng các bạn thấy không đó. Cái con xe Ria này nó đặc biệt phù hợp với những bạn học sinh, những bạn sinh viên. Và đặc biệt là khi chúng ta sử dụng con xe này thì chúng ta sẽ không cần bằng lái nha các bạn, bởi vì đây là tiêu chuẩn của một cái con xe 50cc. Nói một chút về xe 50cc thì trong phân khúc xe 50cc chúng ta sẽ có những đại diện. Thứ nhất là Halim, Daylim hay là những cái dòng xe đến từ Hàn Quốc khác. Chia sẻ với các bạn thì cái máy chính là cái bộ phận quan trọng nhất của một con xe 50. Nó sẽ quyết định là cái độ bền, nó tiêu hao nhiên liệu tốt hay không, cũng giống như là chúng ta sử dụng nó có êm hay không. Thì mời các bạn xem cái phần động cơ của con xe Halim Ria. Nó được sử dụng một cái động cơ được nhập khẩu linh kiện và lắp ráp tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của Halim nha các bạn. Tại sao mình lại lúc thì lại nói Halim, lúc thì lại nói Daylim? Chia sẻ với các bạn, Daylim là một thương hiệu Hàn Quốc và Halim với Daylim là một, chứ không phải là hai thương hiệu khác nhau. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Chia sẻ một chút với các bạn thì cái con xe này nó được sử dụng là dung tích nhớt là 800ml, nên khi mà chúng ta đổ nhớt thì chúng ta cần phải lưu ý vấn đề này nha. Nhiều bạn đổ 1 lít vào máy nó êm, nhưng mà nó như vậy nó sẽ rất là hại máy, thì đây là một cái điểm mà các bạn cần lưu ý. Trên con xe này thì nó sử dụng là vỏ không ruột nha các bạn. Chính vì vậy khi mà chúng ta có cán đinh như thế nào thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể chạy được khi mà chúng ta chưa tìm được nơi vá. Một cái điểm nữa mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái yên. Như các bạn thấy khi mà mình ngồi lên xe này các bạn, thì cái phần yên nó hơi nhỏ, nên thành ra là khi chúng ta ngồi một người nó khá thoải mái, nhưng nếu như mà chúng ta ngồi hai người thì nó hơi trật. Tuy nhiên cái dòng xe này nó hướng đến cái việc mà chúng ta sử dụng một người hơn
Chính vì vậy khi mà chúng ta ngồi hai người thì hầu như là nó sẽ hơi xích nhau một chút. Đó. Một cái điểm nữa mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là khi mà chúng ta mở lên nè, thì ở phía trong chính là cái cốp. Và mình bất ngờ khi mà cái cốp của xe nó khá là rộng rãi. Đây, anh camera có thể quay một chút vào trong vị trí này. Nếu như nói về cốp thì Ria cho một cái cốp rất là đáng kinh ngạc. Thậm chí những cái dòng xe ga 50cc khác như là Vespa hay là những cái dòng xe cái kiểu dáng của Gogo, nó vẫn không cho được một cái cốp nó to và nó rộng giống như con đi bao như con Halim Ria này. Nói về dung tích bình xăng, xe sử dụng là dung tích bình xăng là 3.7 lít. Với 1 lít sẽ đi được khoảng 50 đến 60 km trên một lần sạc. Trên 1 lít xăng các bạn. Xin lỗi các bạn, review xe điện nhiều quá nên thành ra đôi khi nói nó bị nhầm các bạn ha. Không sao, nhưng mà khi mà chúng ta chạy con xe này nè, cái cảm giác mà mình mang lại đó là cái sự đầm chắc. Nó đến từ đâu? Thứ nhất, nó đến từ về cái chất lượng của linh kiện. Và thứ hai, nó đến từ cái dàn nhựa và những cái chi tiết cấu thành lên một chiếc xe. Để một chiếc xe mà nó tốt, máy đi êm, bền thì chúng ta phải nhìn đến những cái chi tiết. Đây, xin mời các bạn. Đứng ở vị trí này thì chúng ta sẽ thấy được rằng ở bên tay phải của khoa đang là cái cụm công tắc với những thông số hết sức là cơ bản và cổ điển. Chúng ta có thể thấy những ký hiệu về đèn nè, đề mi nè, hay là tắt đèn, hoặc thậm chí là nút đề được điểm nhấn bằng một cái nút màu vàng rất là nổi bật. Nếu như mà chúng ta những bậc phụ huynh đang xem cái video clip này, chắc hẳn là các vị sẽ thấy rất là quen thuộc trên những cái dòng xe cúp huyền thoại của Honda 80-81 kim vàng giọt lệ, đúng không ạ? Đây là những cái cụm nó mang lại một cái ký ức rất là đẹp. Cũng như vậy, trên cụm công tắc bên tay trái vẫn sẽ có nút code, pha, xi nhan trái, phải và nút kèn. Chia sẻ thêm với lại các bạn thì cái bao tay trên con xe này là một cái điểm mà khoa rất là hài lòng. Bởi vì sao? Nó cho một cái chất lượng khá là tốt, và khi mà chúng ta cầm nắm nó mang lại một cái độ đàn hồi nhất định. Và đặc biệt là những bạn nào đổ mồ hôi tay khi mà chúng ta rờ vào đây, chúng ta sử dụng nó hoàn toàn cho một cái trải nghiệm rất là tốt. Chia sẻ thêm với các bạn về hệ thống thắng cũng giống như là hệ thống treo trên con xe này. Hệ thống thắng xe sử dụng là một thắng đĩa trước và một thắng đùm sau. Cá nhân mình thì mình thấy trên cái con xe này một thắng đĩa trước là đã khá là dư giả rồi các bạn. Tại vì sao? Bởi vì xe chỉ có 50cc thôi, nên cái việc mà một thắng đùm sau, một thắng đĩa trước là rất là hợp lý so với lại cái con xe này. Một cái điểm nữa mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái vị trí đèn sau. Nếu như chúng ta nhìn ở cái vị trí như thế này thì chúng ta sẽ thấy nè, khi mà cái cụm xi nhan cũng giống như là cái cụm đèn hậu được tách rời ra như vậy, thì khi mà chúng ta di chuyển, chúng ta lưu thông, xe nó sẽ hiển thị cái đèn nó rõ hơn, giúp cho cái người điều khiển tham gia giao thông nó an toàn hơn. Các bạn thấy không? Ánh sáng đèn xi nhan được dùng trên cái con xe này là đèn halogen. Tuy vậy, nó mang lại một cái vẻ rất là cổ điển với cái đèn xi nhan nó trải dài như thế này nè các bạn. Đây là vị trí bắt gắn biển số và đây là vị trí đèn phản quang. Vì nó là bánh nhỏ nên thành ra là khi mà nhà thiết kế họ làm thì họ sẽ có một cái miếng vè chắn bùn phụ ở đây. Với cái vè chắn bùn này thì khi chúng ta đi mưa nó sẽ hoàn toàn đảm bảo cho chúng ta sình nó không có văng ngược lên xe, và đảm bảo cho quần áo chúng ta luôn sạch sẽ. Một cái điểm nữa mà mình rất là thích trên cái phiên bản này đó chính là nó có một cái ốp, cái ốp bô này. Thông thường thì trên những cái phiên bản Ria khác thì mình sẽ ít thấy cái điều này. Và nhưng trên cái phiên bản Halim này thì mình lại thấy nó có một cái ốp bô. Cái ốp bô này nó làm cho chiếc xe nó nổi bật hơn, nó sáng hơn, và nó đồng màu với lại cái phần mà tay dắt này các bạn. Phần tay dắt trên cái con xe Halim Ria là một cái điểm rất là đáng khen. Bởi vì sao? Bởi vì nó bo tròn, nó bò sát so với lại cái phần yên, và chúng ta có thể nhấc lên nó rất là dễ dàng các bạn. Trọng lượng xe cũng không quá nặng, rơi vào đâu đó khoảng 80kg thôi các bạn. Đó. Và các bạn thấy không? Mình hoàn toàn có thể dỡ nó lên rất là dễ dàng. Một điểm cộng khác đối với lại cái con xe này đó chính là hệ thống mặt đồng hồ. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Khi mà chúng ta điều khiển thì trên mặt đồng hồ nó sẽ có những cái thông số nè các bạn. Đó, về có báo xăng nè, báo về cái ô đô, báo về cái quãng đường, cũng giống như chúng ta có thể những thông số kiểm soát rất là đơn giản, ví dụ như là đèn xi nhan nè, hay là bật pha, code, chúng ta đều biết hết. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái vị trí móc treo đồ ở vị trí này. Đó, và chúng ta có thể treo nón bảo hiểm rất là đơn giản, cái này mình không cần phải nhắc lại nữa ha các bạn ha.
chia sẻ một chút với các bạn về cái việc mà mở khóa cái yên. Thông thường đối với lại những cái dòng xe khác thì chúng ta cần phải rút chìa khóa ra và chúng ta cắm vào ở cái vị trí bên hông hoặc vị trí ở bên dưới để chúng ta có thể mở ra. Nhưng trên phiên bản Harley Rea chúng ta có thể vặn ngược chiều kim đồng hồ để chúng ta có thể mở ra rất là dễ dàng. Các bạn thấy không? Và cũng giống như chúng ta đổ xăng, chúng ta có thể mở nắp bình xăng ra và chúng ta đổ rất là đơn giản, dung tích 3.7 lít. 1 lít đi được khoảng 50 cây trung bình đi. Thì các bạn đi đâu đó khoảng gần 200 cây thì các bạn mới phải đổ xăng. Đây là một cái thông số rất là ấn tượng đối với lại một cái con xe 50cc như thế này. Ngoài ra thì có một cái điểm rất là đáng khen trên cái phiên bản mà Rea Harley, đó chính là cái sàn để chân các bạn. Các bạn nhìn nè, cái tấm thảm này là cái tấm thảm theo xe luôn. Và chính vì vậy chúng ta không cần phải tìm một cái tấm thảm nào đó để phù hợp với con xe của mình. Chia sẻ một chút thì các bạn thấy nè, cái phần ở để chân ở đây nè, nó sẽ làm liền luôn chứ nó không làm lồi lên như những cái dòng Vespa khác. Chính vì vậy khi mà chúng ta để chân hoặc chúng ta có thể để cặp ba lô, nó sẽ cho một cái cảm giác tựa rất là vững chắc ha các bạn ha. Đây là một cái điểm rất là đáng khen trên cái phiên bản xe này. Nói một chút về cái khả năng vận hành, về độ bền thì thật sự mà nói Khoa chưa có nhiều thời gian để trải nghiệm cái con xe này, nhưng những cảm nhận ban đầu thật sự là rất là tốt. Và đâu đó trong tầm giá khoảng trên dưới 23 triệu đồng cho một cái con xe như thế này thì đây là một trong những cái lựa chọn rất đáng cân nhắc, đặc biệt là dành cho những ai không có thói quen sạc điện sau mỗi lần sử dụng. Thì chúng ta có thể chọn phương tiện là xe xăng để di chuyển. Và hiện tại cái màu sắc trên con xe này có rất là nhiều, các bạn có khoảng 12 màu khác nhau: đỏ, trắng, vàng, cam, xanh rêu, đen, xanh dương, xanh cửu long, rồi xanh ngọc lục bảo, rất là nhiều phiên bản các bạn. Và các bạn có thể xem thêm những cái dòng xe này cũng giống như tham khảo những cái màu sắc tại những hệ thống của Harley ha các bạn ha. Và xe điện Smile là một trong những đơn vị phân phối chính thức dòng xe Harley cũng giống như là Daylim tại thị trường Việt Nam. Các bạn có thể xem thêm, và nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc nào, các bạn có thể để lại bình luận ở dưới cái mô tả này, ở dưới cái video này, và Khoa sẽ là người trả lời cho các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên nhấn like, share hoặc subscribe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.